Thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tổ chức lễ báo công dâng Bác và trao huy hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020. Hơn 400 thanh niên được trao huy hiệu lần này là những đoàn viên thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, công tác, rèn luyện, đại diện tiêu biểu trong tập thể thanh niên ở các địa phương, đơn vị. Những đại biểu được trao tặng huy hiệu lần này sẽ là những tấm gương sáng lan tỏa trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn xã hội. Sau lễ báo công dâng Bác và trao huy hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, các đại biểu đã đi tham quan các địa chỉ đỏ, tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng, trao học bổng các em học sinh học giỏi, cháu ngoan Bác Hồ ở Nghệ An và Hà Tĩnh với tổng trị giá gần 400 triệu đồng.